Mở đầu là thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa kết thúc trong ngày hôm qua. Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Nội vụ, tính đến 19 giờ tối qua, cả nước có 99,16% cử tri đi bỏ phiếu. Trong đó, địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Trà Vinh, 99,98%. Địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu thấp nhất là tỉnh Nghệ An, 97,3%. Công tác phòng chống dịch COVID-19 trong ngày bầu cử được đề cao. Đến thời điểm này, công tác bầu cử trên cả nước đã được hoàn tất. Với nỗ lực chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Theo báo cáo của các địa phương, cử tri phấn khởi, hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Nhìn chung, không khí diễn biến ngày bầu cử trong cả nước sôi động, phấn khởi, đoàn kết và dân chủ. Cử tri đồng thuận và tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử.